Người bố nuôi Tôi tiến lại gần ông ta Định ôm hôn ông Nhưng ông lấy đầu gậy đung tôi ra và hỏi Thằng này là thằng nào? Thằng Remy đó Mẹ bác bơ trả lời Sao bà nói với tôi là Ờ, à, dân, nhưng mà à, À không phải gì rằng... À à không phải không phải cái gì. Ông ta nói và dơ cao chiếc gậy đi lại chỗ tôi. Tôi vội lùi lại. Tôi đã làm gì sai trái? Tôi có tội tình gì? Tôi muốn đến ôm hôn ông. Mà sao lại đối xử với tôi như thế? Bao nhiêu câu hỏi đang dồn dập trong đầu ốc rối bung của tôi khiến tôi chưa kịp suy nghĩ thì đã nghe ông ta nói. Các người đang chuẩn bị ăn mặn ngày thứ ba đây chứ gì? Thật đúng lúc. Ta đang đói ngấu nghiến đây. Ăn tối có gì không? Tôi đang làm bánh kẹp. Mẹ Barbara nói. Tôi biết, nhưng bà định cho người vừa đi 10 dặm đường ăn bánh kẹp sao? Nhưng mà nhà chẳng còn gì cả ông mà. Tôi đâu có biết ông về đâu. Thế nào? Không còn gì hả? Không có gì ăn tối hả? Ông ta hỏi và đưa mắt nhìn quanh nhà. Có bơ đây nè. Ông nói, rồi ông đưa mắt nhìn lên trần nhà, chỗ xưa kia vẫn treo mỡ lợn, nhưng đã lâu cái móc treo trống trơ không có gì cả ngoài mấy tấm hành tỏi lủng lẳng ở xà nhà. Ông lấy gậy chọc cho một tấm hành rơi xuống và nói Hành đây, bốn năm củ hành một miếng bơ, vậy là có một nồi xốp ngon. Bà bỏ bánh kẹp ra, cho hành vào chảo phi lên. Bỏ bánh kẹp ở chảo ra. Mẹ bác không cãi lại. Bà vội vã làm theo ý chồng trong lúc Ông đến ngồi trên chiếc ghế dài ở cạnh lò sưởi. Tôi không dám rời khỏi chỗ mà cái gậy của ông đun tôi đến. Tôi đứng tựa vào chiếc bàn để ý ngắm con người ông. Ông ta độ 50 tuổi. vẻ mặt cục mịch, dáng người nghiệt ngã. Do thương tích, đầu ông lệch về bên phải khiến cho người ta chờn chợt khi nhìn ông mẹ tôi lại bắt chảo lên bếp. Ông bác nói, bà định nấu súp với một tí tẹo bơ thế này à? Rồi ông tự tay cầm đĩa bơ trút sạch vào chảo. Thế là hết bơ, và cố nhiên cũng hết bánh kẹp. Giá vào lúc khác thì cái tai họa ấy chắc chắn làm tôi xúc động lắm nhưng khi ấy tôi chẳng còn bụng dạ nào nghĩ đến bánh rán bánh kẹp nữa tôi chỉ băn khoăn về mỗi một điều không lẽ con người nghiệt ngã ấy lại là bố tôi sao bố tôi bố tôi ư tôi cứ lặp đi lặp lại hai tiếng ấy như cái máy tôi chưa bao giờ hình dung rõ rệt thế nào là một người cha tôi tưởng tượng lờ mờ rằng người cha cũng chỉ là một người mẹ có giọng nói ồ ồ. Đến bây giờ nhìn thấy người cha ở đâu trên trời rơi xuống, tôi cảm thấy đau đớn hải hùng. Tôi muốn ôm hôn cha tôi, nhưng cha tôi lấy đầu gậy đẩy tôi ra. Tại sao vậy? Khi tôi hôn mẹ Barbara, thì chẳng bao giờ như thế. Mẹ không đẩy tôi ra, mà còn bế sốt tôi lên, ôm chặt tôi vào lòng. Sao lại đứng sừng sững như trời trồng vậy hả? Ông ta bảo tôi, mau dọn bát đĩa ra bàn đi chứ. Tôi vội vàng làm theo lời ông. Súp đã chín, mẹ bác múc ra dĩa, từ bên lò sưởi ông ta đứng dậy đi lại bàn ngồi xuống và bắt đầu ăn thỉnh thoảng ông chỉ ngừng lại để nhìn tôi tôi không sao nuốt được vì bối rối lo ngại tôi cũng nhìn ông ta nhưng chỉ dám nhìn trộm khi thấy ông ta nhìn tôi thì tôi lại cúi mặt xuống bỗng ông cầm thìa chỉ vào tôi hỏi thường ngày thằng này ăn có khỏe hơn bữa nay không? nó chịu ăn lắm mẹ Barbara trả lời mặt xác nó phải chi mà ít ăn ít uống thì còn được tôi cứ mặt ông nói mẹ Barbara cũng không bắt chuyện mẹ đi đi lại lại quanh bàn phục dịch ông chồng ông ta lại hỏi tôi mày không đói hả? không vậy thì đi ngủ mà phải ngủ ngay không có tao nổi giận lên đó nha mẹ Barbara đưa mắt nhìn tôi ý muốn bảo tôi dâng lời đi đừng cãi lại nhưng lời nhắc nhở đó cũng thừa vì tôi cũng không có ý chống lại giống như phần lớn các nhà nông dân nhà bếp của chúng tôi cũng dùng làm buồn ngủ tất cả những đồ đạc dùng vào việc dọn ăn như bàn ghế, chạn bát, chạn thức ăn đều để cạnh lò sưởi. Phía bên kia là giường ngủ. Giường của mẹ Bárbara ở một góc phòng. Giường của tôi giống như cái tủ. Xung quanh có căn dìm dải đỏ. Tôi vội vàng cởi áo lên giường, nhưng không sao ngủ được. Người ta không ngủ theo mệnh lệnh người ta chỉ ngủ khi buồn ngủ và khi trong lòng yên tĩnh nhưng tôi không buồn ngủ trong lòng cũng không yên tĩnh trái lại tôi rất băn khoăn hơn nữa còn đau khổ cái người ấy lại là cha mình ư là cha mình mà sao ông ta đối xử với mình tàn nhẫn vậy tôi nằm ướp mặt vào tường cố gắng xua đuổi những ý nghĩ ấy và gắng ngủ đi theo lệnh của ông ta. Nhưng tôi không sao nhắm mắt được. Giấc ngủ không đến. Chưa bao giờ tôi thấy tỉnh táo như lúc này. Một lúc sau, không biết chừng bao nhiêu lâu, tôi thấy có người lại gần giường tôi, nghe bước chân đi chậm chạp nặng nề kéo lê trên đất. Tôi biết đó không phải là mẹ Barbara. Một hơi thở nóng hổi bay trên tóc tôi, có tiếng thì thầm hỏi, "Mày ngủ chưa?" Tôi không trả lời, vì mấy tiếng tao nổi giận vẫn còn văng vẳng bên tai. "Nó ngủ rồi đó." Mẹ Barbara nói, "Hãy đặt mình là nó ngủ ngay, nó quen như thế rồi." Ông cứ nói, "Không sợ nó nghe thấy đâu." Lẽ ra tôi phải nói tôi chưa ngủ, nhưng tôi không dám. Người ta đã ra lệnh cho tôi ngủ. Tôi không ngủ là có lỗi. Mẹ Barbara hỏi, Việc kiện tụng của ông tới đâu rồi? Thua rồi, tòa xử tôi bị nạn là tại tôi. Tự dưng đứng dưới giàn giáo chủ thầu không phải đền bồi gì hết nói rồi ông đấm bàn đánh thình một cái rồi lầu bầu chửi rủa không nói được lấy một câu tử tế ngay sau đó ông lại tiếp thua kiện tiền mất tật mang nghèo đói vậy đó vậy mà đã hết đâu về tới nhà lại thấy một đứa trẻ bà hãy nói cho tôi nghe tại sao bà không làm theo lời tôi dặn hả ờ à, bởi vì tôi không làm được bà không mang nổi nó đến trại trẻ rơi được hả một đứa trẻ nuôi bằng sữa mình được mình thương yêu dứt bỏ đi sao đành lòng được ông nó có phải con đẻ của bà đâu tôi cũng muốn làm theo lời ông nhưng giữa lúc đó nó lại đang ốm ốm hả phải nó ốm mang nó đến trại trẻ rơi như thế là không đúng lúc ông à mang nó đến thì cũng như giết nó thôi vậy khi nó đã hết bệnh rồi thì sao nào nó có hết bệnh cho ngay đâu hết trận ốm nọ lại đến trận ốm kia nó ho nghe mà sốt ruột quá thằng như cô lai nhà mình mất đi cũng vì thế có đưa thằng này ra tỉnh rồi thì nó cũng chết thôi. Thế còn sau đó thì sao? Ngày tháng qua đi, tôi đã lần lửa được đến lúc đó. Tôi nghĩ rốn thêm chút ít nữa cũng chẳng sao. Bây giờ nó mấy tuổi rồi? Tám tuổi ông à. Vậy thì năm nay lên tám nó sẽ về cái chỗ mà đáng lẽ xưa kia nó đã phải về và như thế nó lại càng thấy khó chịu hơn. Làm như bà ngày trước có chỉ tổ hại cho nó thôi. Ông Jerome, ông đừng làm như thế. Đừng làm thế. Bà cấm tôi hả? Bà tưởng bà giữ mãi nó ở đây được hả? Một lúc im lặng. Từ nãy tôi xúc động quá, nghẹn tắt ở cổ, bây giờ mới thở được. Lát sau, mẹ Barbara nói tiếp. Trời ơi, thành phố Paris đã làm tính tình ông thay đổi nhiều quá. Trước kia chưa lên Paris, ông có nói năng như thế đâu. Cũng có lẽ, có điều này là chắc chắn. Paris làm tôi thay đổi tính nết, nó cũng làm tôi què hoặc. Bây giờ làm thế nào nuôi nổi miệng bà, nuôi nổi miệng tôi? Tiền nông thì hết sạch rồi, con bò sữa thì bán mất rồi. Mình đã chẳng đủ ăn, còn nuôi báo cô một thằng bé không phải con mình nữa sao? Nó là con tôi mà. Chẳng phải con bà, cũng chẳng phải con tôi. Nó không phải hạng con nông dân. Trong lúc ăn tối, tôi đã ngắm nó. Nó là một đứa trẻ gầy còm ẻo lả, chân tay lẻo khẻo vậy mà nó xinh nhất dùng đó tôi có nói chuyện xấu đẹp đâu cái đẹp có mài ra mà ăn được đâu chỉ cần khỏe thôi cứ nhìn đôi vai nó mà xem có phải con nhà lao động đâu nó là con nhà thành thị ở đây không cần loại người đó tôi cam đoan với ông nó là đứa trẻ rất ngoan nó khôn ngoan và tốt bụng nó sẽ làm lụng cho ta trong lúc chờ đợi nó làm cho ta thì ta hãy làm cho nó đã mà tôi thì bây giờ không làm được nữa nhưng đến khi bố mẹ nó đến đòi nó về thì sao nó có bố mẹ không đã chứ nếu có thì tám năm nay bố mẹ nó đã đến tìm nó rồi ôi trời ơi thật là ngu xuẩn cứ tin chắc là nó có bố mẹ một ngày kia bố mẹ nó sẽ đến xin nó về và đền công bấy lâu mình nuôi nó. Thật là ngây thơ, thật là ngốc nghếch. Sao lại nghĩ rằng tả lót nó sang, diền ren đẹp thì tất là bố mẹ nó sẽ đi tìm nó. Có lẽ bố mẹ nó chết hết rồi cũng nên. Nhưng nếu họ chưa chết và một ngày kia họ đến hỏi chúng ta thì sao? Tôi thì tôi tin chắc là họ sẽ đến đó đàn bà thật khó nói. Đã muốn cái gì thì cứ giữ khư khư à. Nhưng nếu họ đến thì làm thế nào kia chứ? Thì bảo họ lại trẻ trẻ rơi mà hỏi. Thôi không nói nữa, tôi khó chịu lắm rồi. Ngày mai tôi sẽ dẫn nó đến nhà ông xã trưởng. Bây giờ tôi lại thăm bác Francois một lúc. Đi một tiếng tôi về. Cánh cửa mở ra rồi dừng lại. Ông ta đi rồi tôi dùng dậy và gọi mẹ Barbara. Ôi, mẹ ơi! Mẹ chạy lại với tôi. Mẹ có để con đi chạy trẻ rơi không hả mẹ? Không, không, Remy của mẹ à, không đâu. Mẹ âu yếm ôm tôi vào lòng và hôn tôi. Sự vuốt ve của mẹ làm tôi hởi dạ, nước mắt ngừng chảy. Mẹ dịu dàng hỏi thế con không ngủ à không sao ngủ được mẹ à thế ông jerome nói gì con nghe thấy hết cả chứ dạ con nghe nói mẹ không phải là mẹ đẻ của con mà ông ấy cũng không phải là cha của con tôi nói câu ấy với hai giọng khác nhau tôi đau buồn nhận thấy Mẹ không phải là mẹ đẻ của tôi, nhưng tôi lại sung sướng, gần như tự hào, vì ông ta không phải là cha của tôi. Hai tình cảm trái ngược nhau bộc lộ qua giọng nói. Nhưng mẹ bác hình như không chú ý đến cái đó. Mẹ nói, đáng lẽ mẹ phải nói thật với con từ trước kìa. Nhưng con ăn ở với mẹ, con đẻ cũng không bằng. Nên mẹ không đành lòng bỗng dưng nói, để con biết mẹ không phải là mẹ của con. Con đã nghe thấy đó, không ai biết mẹ đẻ của con cả. Bà ấy còn sống hay chết rồi, cũng chẳng ai hay. Một buổi sáng ở Paris, ông Jerome đi làm qua một phố có trồng cây, phố tơi thì bỗng nghe thấy tiếng trẻ con khóc tiếng khóc hình như từ một khu vườn vọng ra. Hôm đó là vào tháng 2, lúc trời tan tảng sáng. Ông Jerome lại gần, thấy một đứa trẻ nhỏ nằm trên bục cửa. Ông nhìn ra xung quanh thì thấy một người đàn ông từ đằng sau một cây to chạy ra rồi biến mất. Chắc hẳn người đó giấu đứa trẻ và đứng rình xem có ai nhặt nó không. Ông Jerome lúng túng vì đứa bé la hét ầm lên có lẽ nó hiểu là có người đến cứu nên nó không bỏ lỡ cơ hội trong lúc ông jerome chưa biết xử trí ra sao thì nhiều người thợ khác cũng vừa đến mọi người bàn là phải đem đến trình với đồn cảnh sát thằng bé vẫn cứ là hét người ta tưởng nó rét nhưng khi vào phòng giấy ông cảnh sát trưởng ấm nóng đứa bé vẫn kêu khóc đoán là nó đói và chạy đi tìm một bà hàng xóm cho nó bú nhờ. Nó vồ lấy nấm vú hút chùng chục. Người ta đem nó đến trước lò sưởi cởi áo nó ra. Nó là một đứa bé trai độ 5-6 tháng tuổi, nước da hồng hào, to béo, thật khấu khỉnh. Cứ nhìn những tả lót bọc nó thì biết nó là con nhà giàu chắc nó là một đứa trẻ người ta đánh cắp rồi đem vứt đấy ông cảnh sát trưởng giải thích như thế thế bây giờ đem nó đi đâu sau khi chép lời khai của ông jerome về tình trạng đứa trẻ cùng với những tả lót không có dấu hiệu ông cảnh sát trưởng tuyên bố sẽ đưa nó lại trại trẻ rơi nếu trong số những người có mặt không ai nhận nó mang về nuôi đứa bé trông xinh xắn lành mạnh chắc da chắc thịt hẳn là dễ nuôi bố mẹ nó sẽ tìm ra nó và sẽ trọng thưởng cho người nuôi nó ông jerome đã xin nhận nuôi nó và người ta giao nó cho ông hồi ấy mẹ cũng có một đứa con cùng lứa tuổi với nó mẹ thấy nuôi cả hai đứa cũng không có gì đáng ngại như vậy mẹ đã trở thành mẹ của con ôi mẹ mẹ ơi được ba tháng thì mẹ bỏ mất đứa con của mẹ do đó mẹ lại càng quý con hơn mẹ quên hẳn con không phải là con đẻ nhưng ông jerome thì ông ấy lại không quên buồn vậy chứ sau ba năm không thấy bố mẹ con đi tìm hoặc tìm mà không thấy thì ông jerome định cho con vào trại trẻ rơi nhưng mẹ đã không nghe theo ông ấy. Vì sao thì vừa rồi nằm nghe, con đã hiểu. Tôi biếu chặt lấy mẹ kêu lên. Cha ơi, con không đi trại trẻ rơi đâu mẹ ạ. Mẹ ơi, con vang mẹ, mẹ đừng đưa con đi trại trẻ rơi. Không đâu con à, con không phải đi trại đâu. Mẹ sẽ dàn xếp. Ông Jerome không phải là người độc ác, chỉ vì buồn phiền sợ lâm vào cảnh cùng quẩn nên ông ấy sinh ra gắt gỏng chúng ta sẽ bàn nhau cách làm ăn sinh sống ông ấy mẹ và cả con nữa Dân, muốn gì con cũng xin vâng nhưng không đi trại đâu mẹ à con không phải đi trại nhưng với điều kiện con phải ngủ ngay đi đừng để ông ấy về thấy con còn thức sau khi hôn tôi, mẹ nâng đầu tôi lên cho quay mặt vào tường. Tôi muốn ngủ ngay, nhưng trong lòng sao xuyến xúc động quá, khó mà ngủ được. Vậy ra mẹ Barbara tốt với tôi thế, âu yếm tôi thế, mà lại không phải là mẹ thật của tôi. Thế thì một người mẹ thật sẽ như thế nào nhỉ? Còn tốt hơn nữa, âu yếm hơn nữa chăng? Không, không thể có như thế được. Nhưng theo tôi cảm nghĩ thì một người cha đẻ nhất định không khắc nghiệt như ông Ranh. và chẳng đời nào lại dơ gậy lên và nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh lùng như thế. Ông ta muốn đưa tôi vào trại trẻ rơi, liệu mẹ Ranh có giữ nổi không? Mà trại trẻ rơi là cái gì? Ở trong làng có hai đứa bé, người ta thường nói là trẻ trại. Mỗi đứa đeo ở cổ một cái thẻ bằng chì có khắc chữ số. Chúng nó dơ bẩn và ăn mặc nhếch nhác. Người ta chế nhạo chúng và có khi đánh đập nữa. Những trẻ khác thường chơi ác, đuổi chúng như đuổi chó chạy lạc. Vì chó lạc thì không ai bên vực Chào ôi, tôi không muốn như những đứa trẻ trại ấy. Tôi không muốn mang một con số ở cổ, không muốn người ta đuổi theo tôi mà la ó. Đi về trại đi, đi về trại đi. Chỉ nghĩ đến thế thôi, tôi cũng đã thấy lạnh toát cả người. Hai hàm răng va vào nhau lập cập,